Chị già đâu, chị mới 3 tháng thôi. Sao không? 38 là tôi. Ở đây mới 18 à. 8 Thôi, cuộc đời thật là bất công. Người thì không ai chăm sóc, một người thì 4-5 người chăm sóc. Tại sao em không lau mồ hôi cho chị mà em lau cho Jack với Vanda? Đó, không có gì của chị luôn. Còn cái khăn này là của ai xài xong rồi để đây luôn. Cái công đó, cái gì nè, cái này của ai nè? Cái này của chị Ngọc luôn nè. Mà chị thích nhất nè. Chị già đâu, chị mới 3 tháng thôi. Sao không? Chị mới 3 tháng thôi mà già đâu mà già. Chị mới 3 tháng thôi mà già đâu mà già. Trời ơi, chị cũng còn đẻ chán so với anh Giang mấy đứa. Tiễn em đi rồi, anh về gác lạnh điều hiu. Em là tôi. Hôm nay mới 18 à. Cách đây 10 năm. Đâu, cách đây 10 mấy năm. 13, 14 năm. Đúng. Chị vẫn không trẻ mà, mặt không trẻ mà. Trời ơi, em 25-26 là nhiều quá trời. Em nói là chị Ngọc là giống 25-26. Không thiệt, 25-26 là nhiều. Nhiều quá trời rồi. 16 nói lại đi cưng. 16 nói lại đi cưng. 16 nói lại đi cưng. Cái này đoạn này cắt được, nói lại cưng. Nói lại Jack. Tám. Dường như em không thuộc về nơi đây. 28 là cũng quá nhiều rồi. Chị 35 mà người ta nói chị 28. Chị không sao hết á. Chị có tuổi tác đối với chị không quan trọng. Quan trọng là cái ngoài mình chết cái gì. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé.